chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và hôm nay tôi sẽ làm một video clip về làm đẹp. Tôi sẽ nhuộm tóc mọi người ạ. Đáng lẽ là tôi đã đi ngoài tiệm nhuộm tóc đồ mọi thứ rất là nhiều cho nó đẹp hơn rồi, nhưng mà do tôi hết tiền, tôi phải mua nội thất trang trí cái phòng tôi cho tôi cháy túi rồi. Thế nên là tôi đã được chị Mel bàn giao cho một thứ rất là hấp dẫn. Cái này là chị Mel làm video clip rất là nhiều rồi, hình như là bạn có nhuộm qua màu hồng này xong đến màu xanh lá cực kỳ mà hóa thân thành chóc cơ ấy, thì là chị Mel còn dư một bộ của Jisoo. Cái này là màu gì ta, metallic hả? Cái màu này tôi thấy nó kiểu tím tím á, cái màu nói chung là màu tím tím hồng hồng, thì màu này nó không có sáng. Chị Mel có dư một cái bộ này xong cái tôi mới ngỏ lời với chị Mel, thế là chị Mel đã bàn giao lại cho tôi. Nên là hôm nay tôi sẽ nhuộm tóc thử. Nếu như mà đẹp thì để luôn, còn không đẹp thì mình sẽ đi nhuộm lại. Mà tôi cũng đã có coi qua clip của chị Mel rồi, cũng biết được cách xài sương sương. Thì là bây giờ ở đây, cái bình này chúng ta sẽ phải đổ hai cái bọc này vào. Hai cái bọc này vô, mở ra này. Wow, không có hắc mùi lắm, thơm, thơm hết. Cái này gì mà sao nó không có màu hay ta, nó màu trắng bóc à? Rồi, xong cái này chúng ta sẽ đến với cái này. Cái này là chắc là màu á, chắc là màu chính, có thể nó hơi to to. Đổ vô, đáng lẽ phải là màu tím chứ, tại vì cái này là màu tím mà. Khi gọi lên nó sẽ màu tím, thường mấy cái màu nhợt thì nó viền viền. Ê, sao nhìn tóc mình hay ghê vậy? Cái màu tóc của tôi hiện tại là một cái màu mà nó bị tụt màu đó mấy bạn. Hồi trước là tôi nhuộm cái màu nâu khói rất là đẹp, nhưng mà sau một khoảng thời gian tóc tôi ra chân đen và nó bị tụt màu, nhìn bây giờ nhìn nó thấy gớm vậy đó. Đây chính là lúc mình thay đổi. Và xong cái này, còn cái bọc này là cái bọc dưỡng tóc serum. Cái này là dưỡng tóc thì chắc là tí nữa gọi đầu xong mới xài tới cái đấy. Thì là bây giờ là phải đổ qua cái này lắp ngang, lắp ngang. Ủa lắp đến bao giờ ta? Ui, nó nóng lên nè, đúng không? Và cảm giác cái bình này nó nóng lên nè, hình như trong đây nó có bọ. À, và còn cái này là phải đeo vô này. Đây là gì đây? À, cái đồ đeo vô. Ủa cái này đeo, ủa này đeo ngoài trước hay đeo ngoài sau? Trời ơi. Không, hình như là đeo ngoài trước. Cái đeo dính này nè. Đó. Ừ bà ơi, ủa bà không? Chả biết. Thôi đeo đại đi, hình như là dính này nè. Đó. Đây, nó như này. Cũng chả biết đeo trước ngoài sau, nó kệ gì mày coi. Rồi, và cái này là kiểu bao tay, cái này giống bao tay y tế thôi nhờ. Xong. Này là phải lắc lên, đừng có lắc đến khi nào mà nó... Ủa mà lắc lên bao giờ? Ghê mà lắc thêm miếng nữa. Ô ra nè. Phải quên, quên làm ướt tóc. À. Few moments later. Mình sẽ hả lắc nó lại. Mình cứ sợ nó không cái không thành công rồi đó. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm cái này luôn á. Nhặt ra. Và bây giờ phải dước lên cọng như thế này đấy. Ui cái mùi thơm phết. Gì vậy? Ủa là mình để tới bao giờ nhờ? Trong đây toàn là tiếng Hàn của mà. Tiếng Hàn với cả tiếng Anh. I please work your fan to dye hair. À 20 đến 30 phút. Thấy rồi, thấy số 20 tới 30 rồi. 20, 30 bi đẹp. Nhìn trong hình nó đẹp lắm mà ta. Không biết ra nó có được không? Phải xả nó ra chứ. Nhưng mà cũng phải thấy được tí tí chứ. Không, cái màu phải xả nó mới ra. Còn cái này cái dầu nó vậy mà. Thấy nó là vàng vàng nè,
nó vẫn còn vàng vàng đó. Vàng vàng là do tóc. Chỉ là nó phải lên chứ đi nè, tại vì trong đó nó có để rồi, nếu như mà tóc vàng nó sinh ra cái màu thứ hai nè. Vừa thôi. Rồi rồi đó. Thấy quá trời quá đất rồi đó. Để 30 phút. Để. Tôi có cảm giác là tôi đẹp hơn rồi đó mọi người. Xin chào các bạn, đây là anh Nip. Không? Đang quay phim cho mình xong cái tự nhiên đi vô toilet là ước gì? Đi vô ngoài đầu, không hiểu. Đi vô làm ướt đầu. Ủa cái này nhận chi? Nó cũng có lên màu đâu má. Có. Nó nhọn xíu, tóc ngắn ngủn. Cái bệnh đó là bệnh dưỡng tóc sau khi xong. Sao mà mỗi cái nó cho con bệnh hỏi hả? Chứ sao bà, tóc con gái mà. Con trai chắc sẽ nhận được 4-5 người. Sao rác vậy? Có rác đâu, bị điên nè. Rác mà, đây cái rác bên này nè. Thì tại dính cái lỗ tai. Có. Tạo dáng, tạo kiểu đi chứ. Tạo kiểu ơi. Cái này gọi là kiểu. Chứ nghĩ tóc ngắn ngủ kêu tạo kiểu á, tê heo kiểu. Đi đầu nhiễm thôi. Đi đầu nhiễm đây rồi. À. Rồi. À, cái đầu gì? Thì đầu nhiễm. Ủa mà sao thấy đen thui vậy ta? Có gọi á. Phải gọi chứ mà phải gọi. Maleficent. Chết rồi, cái này Maleficent bị quẹo rồi. Được, nó cứ bị quẹo quá. Nó biến thái mà. Ôi, khi đủ rồi đó. Bây giờ cũng được 30 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xả. Sao cảm giác nó còn hồng thế vậy? Dầu dưỡng tóc là giờ lên có xả lại không? Có xả lại không? Không. Chén nó lên. Không xả lại. Ừ, chén nó lên. Relax. Chén nó lên không thấy. Vừa thôi. Thì vừa thôi. Không chưa đứt cameraman. Xả lại không? Chứ không vậy? Không có xả. Đi sấy thôi. Giờ mà sấy thì phải chậm bớt nước. Theo như mình cảm giác là nó mất cái màu vàng của mình rồi, nhưng mà mình không biết nó sấy xong nó có lên được nó có lên được cái màu tím tím đó không. Thế bao giờ mới xong đây? Tóc ướt dẹp. Sao thấy nó vàng vàng ta? Ê, nó
nó cũng có tím mà nó cũng có vàng mà nó cũng có hồng. Là sao? Xong. Và mình đã sấy cho nó gọi là gần khô rồi, tại vì tóc mình nó lông khô á. Và mình cũng đã thay một cái áo khác để cho cái màu này nó có thể ẩn lên nổi hơn. Thì đây, nhìn này các bạn cũng thấy nó sẽ lên màu tí, nó vẫn còn một tí tí màu vàng chứ không phải là mất hết. Nhưng mà khi mà cái này là tôi nghĩ khi mà ra nắng nó mới đẹp, tại vì lúc mà đèn bên đây nó chiếu vô thì tôi thấy nó có hơi ánh ánh lên màu tím. Thì màu này là màu kiểu violet, đúng rồi, như tôi nói luôn, màu này là màu violet, kiểu nó tím tím hồng hồng á. Thì ok, xong. Và cái giá này mà chị Omi, chị Mel có nói với mình là nó 240.000. Là nếu như mà bạn nào mà muốn nhận tóc mà hả, không có đủ điều kiện để mà đi ra ngoài tiệm làm tóc lớn để mà tẩy tóc hay là nhuộm tóc gì đấy, thì các bạn có thể mua những cái màu này. Thì cái màu này thì học sinh có thể nhuộm này, tại vì khi mà ra nắng nó thấy ấm lên thôi chứ nó không có phải là cái màu sáng phừng phực lên. Đây các bạn có thể tìm đến mua cái màu này. Thì theo như mình thấy là bạn cũng thấy rồi nè, tóc mình nó không sáng và nó cũng cái này được gọi là cái màu nó hơi ảo diệu một tí, đi ra ngoài nắng nó mới thấy thôi. Nói chung là nó cũng rất là đẹp. Các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Thì cái này là để mình hỏi chị Mel xem là chị Mel mua ở đâu, xong rồi mình sẽ để cái phần mô tả video cho các bạn mua. Thì mình nghĩ chắc là chị Mel cũng đã có nói với các bạn rồi, tại vì chị Mel nhận tới 2 lần rồi. Tôi thì mới có 1 lần, lát nữa tôi sẽ sấy lại và make up lên livestream xem là nó như thế nào, tại vì bây giờ nó cũng hơi còn hơi ướt, nó chưa có khô lắm. Nói chung là cũng được. Yes, mình sẽ mang cái bộ tóc này để mà mình đi Hàn Quốc. Mình định là tôi định đi nhuộm tóc, đi tẩy tóc để mà tôi đi qua Hàn, nhưng mà thấy cái màu này nó cũng ok. Kỳ này qua Hàn cũng trời lạnh lắm, thì chắc mình nghĩ là màu tóc này cũng được rồi, không cần phải màu sáng đâu này nè. Bạn đã xem hết video clip này của mình, nhớ like và subscribe để ủng hộ Nami TV và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo sớm nhất trên channel của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.